Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2023. Hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác nghiên cứu, quán triệt thông tin, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết kết luận của Đảng năm 2023. Huyện Tuy Đức vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do bệnh dại. Đó là những thông tin chính có trong tin tức Đắk Nông ngày hôm nay, 21 tháng 9. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, 21 tháng 9, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2023. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Giang Nghĩa đã xem xét kiến nghị của 4 hộ dân phản ánh những tồn tại, bất cập liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư thuộc dự án đường Bắc Nam giai đoạn 2. Phát biểu kết luận tại buổi tiếp công dân, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mười giao Ủy ban nhân dân thành phố Giang Nghĩa, Sở Tài nguyên và Môi trường giả soát những bất cập liên quan đến chế độ chính sách hỗ trợ, bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, từ đó đề xuất hướng giải quyết phù hợp, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân. Sở Giao thông Vận tải giả soát lại quy trình, cơ sở pháp lý thực hiện dự án, báo cáo đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo đúng quy định cũng trong sáng nay 21 tháng 9 đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đắk nông tiếp xúc cử tri tại xã đắk ha huyện đắk long trước kỳ họp thứ 6, quốc hội khóa 15 cử tri xã đắk ha kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực hạ tầng giao thông quy hoạch đất thủ tục hành chính lãnh đạo chính quyền địa phương và các phòng chức năng của huyện đắk long đã trả lời trực tiếp phần lớn các vấn đề được cử tri nêu ra Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Tổng Thư ký, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị mang tính chất đóng góp, xây dựng của cử tri. Đồng thời đề nghị huyện Đắc Long, xã Đắc Ha sâu sát, nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để kịp thời phản ánh, kiến nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng giải quyết, tránh để tồn động, gây bức xúc trong nhân dân. Sáng 21 tháng 9, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác nghiên cứu, quán triệt thông tin, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết kết luận của Đảng năm 2023. 170 cán bộ, lãnh đạo phụ trách công tác khoa giáo, tuyên giáo, cán bộ trung tâm bồi dưỡng chính trị, các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh dự tập huấn. Các đại biểu được nghiên cứu, trao đổi các chuyên đề về kỹ năng thông tin, tuyên truyền trên mạng xã hội, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền hoạt động báo cáo viên trong tình hình mới, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo và các cơ quan quản lý nhà nước trong tham mưu cho cấp ủy cung cấp thực hiện nhiệm vụ công tác khoa giáo của Đảng. Trên địa bàn tỉnh, công tác triển khai và hiệu quả nổi bật trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đắc Minh vừa phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện cùng các ban, ngành tổ chức lễ truy điệu và an táng hai hài cốt liệt sĩ về Nghĩa Trang, huyện Đắc Minh. Đây là hai bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện vào ngày 18 tháng 9 tại khu vực đồi Bom Bi, thôn Đắc Quang, xã Đắc Lao, huyện Đắc Minh, tỉnh Đắc Nông. Trong hài cốt có các di vật như một khẩu súng tiểu liên AK báng gấp, một hộp tiếp đạn đầy đạn cùng hàng trăm viên đạn, hai chiếc tăng, ba chiếc võng, hai đôi dép cao su, một hộp quẹt, một hộp thuốc cá nhân, một vi cá nhân, một dây lưng nhỏ một mặt dây lưng to. Xác định thời điểm hai liệt sĩ hy sinh khoảng tháng 8 năm 1968 tại chi khu Đức Lập nay là huyện Đắc Minh. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông tin trên địa bàn huyện Tuy Đức vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do bệnh dại. Đây là ca tử vong thứ hai do bệnh dại từ đầu năm 2023 đến nay tại huyện Tuy Đức. Bệnh nhân là cháu bé ở Bon Điêng Đu, xã Đắc Ngo. Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 5 đến 6 tháng 9, cháu bị đau, ngứa, bứt rứt ở hai chân và đùi nên tự điều trị tại nhà. Đến ngày 7 tháng 9, bệnh nhân chuyển biến nặng được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đắc Giờ lấp điều trị. Ngày 9 tháng 9, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông điều trị. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân không cải thiện nên được chuyển đến Bệnh bệnh viện Nhi Đồng 2 và Bệnh viện Nhiệt đới, thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Tại đây, bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm và cho kết quả dương tính virus dại. Đến ngày 16 tháng 9, bệnh nhân tử vong đến đây thời lượng dành cho chương trình đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi mọi chi tiết quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại